Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại buổi soi cầu miền Nam trên kênh Chí Thanh Vlog. Ngày 16 tháng 1 thì Lộc đã về đối với kênh Chí Thanh Vlog của mình. Thật may mắn khi mình dự đoán đại Tiền Giang con số 33 và đã trúng được một lô. Chúc các anh em may mắn. Hãy đăng ký và theo dõi kênh Chí Thanh Vlog mình nha. Ngày hôm nay trên kênh của mình, đại miền Nam ngày 17 tháng 1 năm 2022 mình dự đoán tiếp như sau. Đài thành phố mình dự đoán con số 57 và 97. Đài Đồng Tháp mình dự đoán con số 16 và 61. Đài Cà Mau mình dự đoán con số 02 và 20. Hôm nay đây là những con số đẹp không nha các bạn. Chúc các anh em may mắn. Hãy đăng ký và theo dõi kênh Chí Thanh Vlog mình nha. Xin chân thành cảm ơn.